Em thanh lý cho các bác hai con máy nhé, một dòng của Tescom này, một dòng của con này là hàng nội địa của Nhật, cũng không biết là nó là thương hiệu gì đây. Đó. Đó, nó là tiếng Nhật ấy, mình cũng không dịch ra được nó là cái gì. Đó. Thì hai con này nó không liên điện nhé, thì em bán cho quý vị cả hai con này là 390.000 nhé. Bình thường giá một con đã là 390.000 rồi. Bình thường giá một con đã là 390.000 rồi, nhưng mà riêng hai con này là em bán cho quý vị là 390.000 hai con này nhá. 390.000 hai con này. Hai con này nó đều không lên điện nhá. Cắm cắm là nó không lên điện. Đây em thử cắm con này xem. Không bảo điện đâu. Đấy. Hôm trước cắm không lên điện mà không ra thử. Chạy phầm phầm luôn. Hôm trước em cắm không lên điện, nó thôi được rồi. Đã chốt bán cho các bác rồi thì thôi cứ ấy nhá. Đấy, coi như là hàng không lên điện đi. 390.000 hai cái này nhá. Cái này em thử lại xem nào. Cái này không nó ổ lỏng hay gì đấy. Không lên điện thật. Hai con này hàng rất ok, nhưng nói chung hai con này rất ok luôn. Con này cối của nó trên cả 1.000 luôn này. Sợ phát sợ luôn. Đó. Đấy, cối bọn này cối to này, 1.000 mil ở đây nhá, nó còn lên đây nữa cơ. Đó. Hai con này chắc là gần gần như nhau, hai con này chắc là xem như nhau đấy. Hai con này đều thuộc dạng cối to đấy. Đó. Thôi, nhỡ bán cho các bác rồi thì mình bình thường là em bán là 390.000 một con này nhá. 390.000 một con này cơ. Đó. Con này thì con này rẻ thì cũng phải bán 200. À, 200 250. À, thôi nhưng mà thôi, em đã báo cho các bác rồi là thôi cứ ấy đi. Coi như là bán cho các bác gọi là thanh lý cho các bác về các bác kiểm tra nhá. À, coi như là em chưa cắm kiệc gì cả, chưa ấy, coi như bán cho các bác là gọi là không lên điện đi. Hai con này em bán là 390.000 nhé. Bác nào lấy thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581 nhé. Đấy, những dòng này là em bán về đồ âm thanh. À, cho nên là nó không thuộc chuyên ngành nhé. Em vừa rồi là về công của nó về kèm nhiều hàng này quá. Cho nên là em phải xả nó đi nhé. Chứ bình thường một con nhận phải 400-500 rồi. Đó. Rồi ok nhé. 390.000 cả hai con. Đó. Vị nào lấy thì alo cho em. Số điện thoại em xin đọc nhé, 0966 594 581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, em xin cảm ơn ạ.